còn ra hồ mưa chú như mưa như mưa mưa quay về hết nước không? Mà sao mình sợ? Ông quỳ lên, ông quỳ lên coi. Hey, lên đây kể cho mọi người nghe coi, ông có bao giờ nhận được lời chỉ của Chúa nói cho mọi người nghe? Là khi cha cha nói con chưa nghe nói, cha nói con nghe. Ông có nhận chưa? Tôi sợ ơn tiền mà mọi người tạo ơn Chúa sống liền luôn hai tay luôn, mình sợ rồi. Ông có bao giờ ông nhận được ơn của Chúa đấy, được tạo ơn Chúa chia sẻ cho mọi người. Vâng, thưa cha, thì con hôm nay quý con đến là để làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa, vì trong quá trình cuộc đời của con gặp rất nhiều những sự là nguy hiểm mà nhờ ơn của Chúa đã cứu con, nên hôm nay con muốn đến để là làm chứng cho Chúa, rồi cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ở thân tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu và được ơn gì? Dạ, con tên là Hoàng Văn Xếp, năm nay 65 tuổi. Con ở quê hương thứ hai là giáo xứ Thạch An, giáo phận Xuân Lộc. Vậy sếp từ kia gì sếp kể cho con nghe. Thưa cha, cái động lực mà để con đến đây hôm nay mà sếp nói là giọng bác sếp, cho con trực tiếp sếp được ơn gì sếp kể cho mọi người nghe. Thì thưa cha, là con như vậy là bốn năm làm đông xe mà đều là không được gì cả, mà có những lần có những đông xe quay mà con hình như không biết gì cả, lúc bên này thì mặt con là đầy có máu này, thế là cái lúc con nhìn vào xe thì kính thì vỡ mà khóa thì ấy, ngồi một lúc này con lại con đi về được, thì con thấy là một sự rất kỳ diệu mà Thiên Chúa đã gìn giữ con. Sức hơn là sức kể tiếp tôi làm nghe. Vâng, quan nhiều lắm. Thì cha nó cái nhiều thì cứ kể, cái nhiều thì kể, cái nào cũng kể cái đó à. Vâng, và một lần nữa là sáng ra thì con ở nhà thì con đi làm công nhân thì con thấy là một con chim nó bay vào trong nhà, xong nó bay vào giờ nó bay ra. Thì con lại nghĩ rằng có một cái điều gì, thế con lại đứng nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và thính cả chú xe để xin Chúa nhận lời và gìn giữ gia đình nhà con. Và con đi làm thì đi lại được mọi sự bằng yên, thì quá thật đến chiều con mới về thì con đang bị tai nạn, nhưng được Chúa nâng đỡ không việc gì cả. Và một lần nữa là họ vu cho con là lớn nhất ra đường, thế thì họ thì có quyền có chức, họ mời rất nhiều. Vâng, những người làm thế con thì có mình con thôi, nhưng mà con nghĩ là được Chúa, con tin tưởng vào Chúa, con không có sợ. Thế thì khi mà cha về bên ngoài cha làm lễ thì con có xin cha là khấn cho con là để họ được nhận biết những cái lỗi lầm của người ta, để người ta đem đi xin công bằng. Thì quả là được hai ngày thì họ đến con và họ không vui cho con nữa, và họ xin là họ mua đất hoặc là họ đổi. Đấy là nhân chứng thực sự là Chúa ban xin Chúa đã ban cho con, mà cha thấy cho con là con đã được ý. Và lần này nữa thì con như vậy là rất nhiều anh vừa ăn huyết rồi thì vừa sàn thận rồi gan nhiễm mỡ tức độ 2 và ông đau lưng, như vậy là bị bốn khớp và cả cổ nữa. Thế thì con đi lại rất khó khăn. Thế thì lần trước cách đây khoảng tháng con gái con đi lấy chồng thì được mấy năm nhưng mà không có con. Thế thì hôm ấy là cũng lên xin gia thân thì mua một cái máy về, thì con mới vào con nói rằng bố có nghe ông cha Long cả hay lắm, bố chồng con là nghe suốt ngày suốt đêm mà ngủ nghe mà đi nào cũng nghe. Thế thì con đang vào cho con nghe, thì con nghe được một lúc thì con thì như là con nghiện rồi. Thì Chúa thì nghe cha giảng rất hay, mà nhiều người làm chứng con thấy là đúng là Chúa là rất sự là thương những người mà bệnh tật nghèo nặng, những bệnh mà cân kề nó đi chết mà Chúa cũng cứu được. Cho nên là con hôm nay là con thấy là con biết bảo rằng thôi lần này nghe cha Long giảng và nghe những người làm chứng mà được như vậy thì con tin tháp của Chúa tôi sớm là quy nhân cầu nguyện. Thì đó, đúng là tôi có một tuần nay
là gương mặt con thấy nhẹ hẳn đi. Thế là mọi khi con đi làm ấy là cái đê xuống chân này con không đứng được, mà nhiều khi con phải ngồi. Nhưng mà từ khi mà con nghe đài mà tối sớm bắt đầu kinh thân cầu nguyện thì đứng mới đến bây giờ con đứng đây, bây giờ con vẫn thấy là không biết gì cả, không biết đây gì cả. Thì cho nên là con nghĩ rằng chắc là trước đây con cái đức tin của con thì yếu đuối, không tin thác được nữa. Nhưng được cha rồi được những người làm chứng mà đức tin của con mạnh mẽ lên, mà đến bây giờ con thấy người con lưng là đỡ đau rất nhiều mà đứng không đây nữa. Con một lần này con đến để xin cha và tất cả cộng đồng cầu nguyện cho con khỏe. Thế nào con cũng một lần nữa con lại đến đây. Thôi, ông bảo cầu cho con khỏi thì con đến đây, còn không khỏi con không đến. Tặng cho một cái máy, ông muốn là cho ông anh một cái máy, tôi nghe tôi biết rồi, để tặng cho một cái máy nha, rồi cho ông anh của ông. Rồi ông ơi, tặng cho ông cái nữa, để ý ông xin hai cái luôn, có đại hai cái. Rồi, đợi ông đi loan truyền cho mọi người. Thưa chị em, mà đúng là thật là như vậy. Thì chúng ta vẫn cứ một cái suy nghĩ là như vậy, con mà được lại con đi, con tạo được, mà không được con biến luôn. Và mình không biết, không nhận thế là ngay điều quan trọng mà lớn lớn là lúc nào con cũng tín thác vào Chúa. Như lúc nãy tôi nói với chị em, dù được hay không được, như ý của mình chứ không phải như ý Chúa. Dù khỏe hay là yếu, dù giàu hay nghèo, dù sai nghe, dù gì đi nữa con vẫn tín thác vào Chúa, và cả cuộc đời con là lời tạ ơn Chúa, dùng cả cuộc đời để mà tạ ơn Chúa vì những lời mà Chúa ban cho mình. Thì cái ông đời ơi, chị lên chia sẻ thử cho mọi người coi ân huệ.